Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em ha. Rồi, chương trình sáng nay thì em sẽ quay nồi cơm điện anh em ơi. Thì em cũng không có làm kịp á, cho nên là xách mấy món này ra quay là nhanh nhất anh em. Thì em cũng giới thiệu luôn, thì nồi cơm này đấy, nó là điện 100V anh em nha. Đấy, toàn bộ là điện 100V. Đó, thì cái này em bao sóng, bao ship cho anh em. Đấy, bao sóng bao ship thôi anh em à. Còn lại thì anh em về test chức năng thì anh em làm giúp em ha, chứ còn em thì em bó tay á. Đó, cái này thì em đang tập tành em làm thôi. Đấy, lô này thì biết chắc ăn là nó như thế nào rồi đó anh em ơi. Đó, làm cho biết biết đợi lỗ. Lỗ lấy kinh nghiệm. lỗ nhưng mà lỗ từ từ thôi anh em. Đấy. Rồi, cái này nó vui chứ bây giờ đúng không, em lấy nhập giờ lô này anh em coi con nào thì anh em chốt là lại biết là con đó là giá tiền nó chuẩn như thế nào. Đấy, em cứ quay lên thì anh em coi thử con nào ok thì anh em chốt giùm em ha. Còn anh em nào biết như thế nào thì anh em cũng tư vấn giùm em luôn, có cái gì khó quá thì mình bỏ qua đi. Đấy, thì em thì cũng nhập giờ em quay lên đây thì giá cả thì cũng công khai rồi. Nồi thì em cũng quay trực tiếp đàng hoàng, em cũng không có lừa đảo ai đâu, mà nhiều anh em vô bây giờ nói chuyện cái nói chung là y như kiểu em lừa đảo ấy anh em. Đấy, cái nào mình không biết thì mình nói mình không biết. Đấy, em thì em chuyên công cụ nên anh em, nhà em cả bãi đây nè. Đấy, em chuyên công cụ thôi. Con này thì hết hàng thì em làm thêm lấy kinh nghiệm để lần sau mà mình qua chạm, cuộc đời nó còn dài mà anh em, qua chạm thêm coi như mình biết đường mình làm, mình biết đường mình nhập. Cái này là quan trọng, là bây giờ em bán qua vài ngày em biết rồi, quan trọng là cái giá mình nhập vô thôi. Đấy, chứ còn những bán ra thì rất là dễ luôn. Quan trọng là cái giá mình nhập vô mình có lời không thôi, đơn giản nó là như vậy anh em ơi. Hoặc phải am hiểu nó nữa thì mình bán từ từ mình mới am hiểu được, chứ còn ai mà dẫn đàn đi buôn đâu anh em. Rồi, thì bây giờ cái này thì điện 100V anh em nha, bao sóng bao ship, còn anh em về nghiên cứu ha. Đấy, thì anh em thích con nào thì ủng hộ em thì em cảm ơn luôn, và tư vấn em cũng cảm ơn luôn. Đấy, còn vô chửi em thì em chịu thua bó tay. Đấy, rồi thì bây giờ đơn giản là như vậy, em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo ha. Đấy. Rồi, đây anh em ơi. Đấy, một con Toshiba anh em, con cô đầu tiên Toshiba. Đấy, bao lên điện cho anh em nha. Đấy. Đó, lên điện này anh em. Đấy. Lên điện nha. Đấy. Đây. Lên điện rồi. chạy ngay đây anh em nha. Con này nó bị chạy ngay đây đường này. Thôi, cái bờ ngoài thì em sẽ lát nữa nói sau. Đó. Còn riêng cái son này. Sáng giới luôn em. Đấy, con này cái lòng của nó thì ok luôn nha. Đấy, không có bị lòng rất đẹp. Được cái lòng rất là đẹp, của ngoài thì bị chạy anh em ạ. Để mình ngồi sát sát vô này em coi, em vừa quay vừa coi cho dễ. Bị chạy cái đang miếng đấy. Rồi, ok. Còn cái này nó sạch sẽ anh em ơi. Ron xanh lè luôn này nè. Đấy. Ron rất là xanh luôn. Rồi, con này thì được cái ở trong thì nó đẹp thôi, còn ở ngoài á thì nó sẽ bị chày ở đây. Đấy. Chày mớp mớp. Nói chung là nó cũng bị cắn mớp một tí xíu, con bất cứ một con nào anh em ơi, nó bị cắn mớp một tí xíu. Chứ không có con nào mà nó còn nguyên vẹn đâu anh em ơi. Đấy, vận chuyển về từ nó về tới đây thì nó vậy thôi. Lên đèn anh em, đấy từ từ đi nó, cứ đi. Lên đèn. Con này là con Toshiba. Đấy, Toshiba. Con này nó nồi 1 lít anh em nha, nồi 1 lít. Đời 2014 nè, đấy anh em thấy số 14 không? Ở dưới cái tem đó, đấy. Số 14 là đời 2014. Hồi bữa bây giờ cũng biết được chút chút. Rồi con này lên điện. Đấy. Toshiba 750 bao ship bao sóng cho anh em nha. Còn cái phần khác anh em về nghiên cứu nha anh em ơi. Mã nhiêu em? Đừng có dán lên trên đó em. 162. Em nó xé ra nó dễ bị chắc sơn á. Rồi 162 750k dành cho em nó luôn. Đó, lên đèn anh em nha. Rồi rút điện nha. Đấy, lên đèn, lòng nồi đẹp, đấy, ron đẹp. Đấy. Ở ngoài thì hơi chạy thôi, bao ship cho anh em nha. Đó. 162 750 luôn, đi luôn em. Rồi. 162 750. Rồi con này con Nati, đấy.
Nati. Lên đèn anh em. Đấy, con này nấu được 56 phút đấy. 56 phút là có cơm mình lụm. Đấy, tắt nè. Đó, lên đèn rồi, ok. Đấy. Ron con này là nó hơi xấu anh em nha. Con này nó ron nó. Đấy. Đây, ron con này nó hơi xấu. Hơi vàng. Con này nó có cái nút ngay đây nữa anh em à. Nó có cái nút ngay đây. Đấy. Một nút ngay đây nè, đó. Rồi. Con này là anh em giờ vệ sinh lại mấy cái phần ron anh em nè. Còn cái lòng nội thì dày, cái lon này dày. Cũng nóng luôn nè, ấm ấm luôn. Nó hơi bị chấm chấm anh em nha. Con này cái lòng nồi không đẹp lắm anh em ơi. Đó, đây nè. Ok luôn. Lòng nồi không đẹp lắm. Lên đi. Nati. Rồi thử. Không, không cắn. Rút điện em. Đấy, lên đèn anh em nha. Con này đời 2007 nè. Đấy, 2007. Đời 2022 chứ. Rồi, Nati con này đợi cho anh em 480k nha, 480. Đó. Mã bao nhiêu đây em? Mã còn vừa rồi đó. 123. Rồi 163. 163 480k là bao ship cho anh em ha. Đấy. 480 bao ship cho anh em rồi đi em. 163 480 được con kia lên em. Rồi 164. Con này là con Zoji. Zoji. Đấy, con này đời nó thấp anh em ơi, nhìn không thấp đẹp không. Đời 23 thôi anh em. Đấy. 23. Bữa con còn bán chị hai. Nó đi rồi, đời nó cao quá anh em. Đấy, con này được cái lòng nồi đẹp này. Đấy. Zoji. Lòng nồi đẹp. Nói chung là cái đồ này nó y như đồ công cụ thôi anh em. Đấy, con nào đẹp, giá đẹp. Hôm qua là em cũng cái vấn đề mình nhập vô với lại mình không biết con nào là con nào hợp thôi, nhìn hình thức mình bán thôi. Đấy, từ từ có kinh nghiệm là bán sâu. Rồi. Đây. Ron thì nó cũng tương đối thôi anh em, không đẹp nha, ron tương đối thôi, không có đẹp. Có cái đầu máy xăng là Honda. Dạ không anh. Đây, lòng nồi đẹp anh em nha. Con này ở trong nó cũng đẹp luôn. Đấy, có một cái nút này đây. Ở trong nó đẹp có cái nút này đó. Đó, Zuzi. Có đèn à, quên có nhạc. Đó. Hình thức thì đây, cấn cấn cái đèn tí xíu anh em ơi. Ở dưới thì không bể nha. Tình trạng em báo rõ luôn đó. Đấy, không bể không vỡ, hơi bị chày chày xước xước con cắn thôi. Rồi, con này 1 lít, rút điện em, rút điện đi. Con này 1 lít đấy. Đợi 23 đấy. Rồi, mã 164. Rồi, 850 luôn em, 164 850k. 164 850. Rồi 165 này Zuzi, hình thức xấu hơn này anh em nè. Anh em giờ vệ sinh lại ha. Đó. Zuzi. Lên đèn. Đấy. Chạy hết anh em. Đây còn được con cái là con này lòng nồi nó đẹp nè. Đấy. Được con cái lòng nồi nó đẹp. Ở trong thì cũng y như con kia luôn, này điều hình thức của nó là nó hơi xấu hơn. Này em lấy ra không được này. Đấy, ron thì nó cũng hơi dơ dơ này anh em ơi. Này, ron nó cũng hơi dơ dơ nha, dơ dơ này nè. Anh em giờ vệ sinh lại luôn ha. Đấy. Con này chạy thì nó vẫn chạy bình thường. Bắn xuống chạy nè. Nồi IH.
hơi cọ. Nói chung là con này không có được đẹp đấy. Đời 209 đấy. Đời 209. Rồi. 165. Rồi 650 luôn em nha, 165. 650k. 650 dành cho em nó lên đèn. Ừ. Bao sóng bao ship đấy. Rồi đi đâu. Con này hình thức con này đẹp anh em nha, con này rất là mới luôn nè, bấm ra 47 phút đấy. Rồi, tự nó nấu đi anh em, này đời 2015 anh em nha, đấy, đời 2015 1200W đấy, 2015 Mitsubishi nóng luôn này mày, đó, bật lên cái nóng luôn đấy, con này, ủa, con này bị chắc ở trong này rồi đó, nóng luôn em, con này bị chắc ở trong rồi. Lòng nồi ở đây anh em à, nó bị chấm nha. Đấy. Nó cũng bị chấm. Bị chắc ở trong này. Đi. Đây, ron của nó thì đây anh em ơi. À. Nó cũng không đẹp lắm đâu anh em, ron này bây giờ dơ á. Ở ngoài thì nó đẹp á, nhưng mà ở trong thì nó cái dưới trong cái son thì nó hơi bị chắc một tí xíu đây anh em nha. Đây nè. Đó, nó bị chắc một tí xíu. Đấy. Chắc cái miếng sơn ở trong. Mitsubishi đời 2015. Đó. Rồi, con này 550. 166. Rồi 550k luôn em nha. Đấy, 166 550 luôn. Đi luôn em. Đưa con tô banana kia, đưa con banana kia. Đưa mấy con đó, đúng rồi. Rồi tiếp tục con này là con banana anh em ơi. Đấy, banana Sonic. Này. Này nó viên inox luôn, son này bao nặng luôn em. Này. Nó có bị chắc chắc mấy miếng này anh em, nhìn anh em nhìn thấy nè. Đấy. Bị chắc chắc mấy miếng. Đây nó kèm kẹp inox hết rồi. Rồi. Ron nó cũng còn xanh xanh anh em ơi, đó, nó còn xanh. Không đến nỗi tệ đâu anh em. Rồi lên đèn anh em, 56 phút. Đấy. Con này 56 phút. Panasonic. Này nó để đợi nhiều ta. SR. Này, anh em nhìn cái tem luôn nè. Em thấy đợi bao nhiêu luôn á. Không biết luôn. Đây 2014 đây. Đó 2014. Rồi con này Panasonic 2014 anh em ha. Đấy. Trong này còn ok anh em nha. Đấy. 167. Rồi 580 anh em nha. Đó. 167 580k bao ship cho anh em ha. Đưa mấy con kia. Đó, đưa hết vàng đó. Rồi con này là con Hitachi. Đó, nó bị mớp ngay này một miếng anh em. Mớp ngay này nha. Đấy. Bị mớp ngay này, con này nó dán cái gì nên là. Con này nó hơi chạy chạy. Đấy. Hình thức không đẹp. Được cái son nó nặng anh em à, son nó cũng đẹp. Son inox nè. Son nặng lắm. Trong này thì nó cũng không có bị chấm, anh chấm nó bị xước như tóc của mình thôi, nó bị xước thôi. Rồi, ở trong này ok nha. Đấy. Con này áp suất cao tầng nè, nó có cái viên bi này, đấy. Ron này cũng còn màu xanh anh em, chưa ra vàng đâu, ngày nào ra vàng tính xong. Rồi này sao ra số ngược ta,
sao ra số ngược không biết. Này đợi 2 lần 2 lấy 7 nè nha. Ở dưới đất thì không sao. Đấy, nó chỉ là đây, cái đèn tí xíu nè. Một cái nè, bóp cái đèn chút nè, hai cái nè. Đó, rồi con Hitachi này, đấy, chạy chạy trên đây. Đấy. Rồi. Em này 66 450 anh em nha. Đó, 450. 168. Rồi, 450k dành cho em nó luôn, 168 450. 168 450 anh em nha. Đấy. Rồi đưa hết cái dàn nó qua đây. Mấy cái dàn kia cũng được rồi. Rồi con này là con sang vô nó bị, con này hơi xấu nè, nó bị mớp mớp đây nè. Son nó bao nặng luôn em ạ, đây nè. Bao nặng luôn. Đây. Ở ngoài thì đẹp, son dày 5 lớp nè. Son nặng lắm. Đây, cái lồng nồi của nó đây nè em. Ở trong hơi dơ nên nha, giờ anh em vào xin làm lại ha. Đấy. Còn con này thì đây, này nó nồi áp suất này hơi dơ nè, con này nó dơ lắm. Đây, ron sang vô, đấy. Sang vô con này trong nó chỉ dơ thôi nè, đó dơ, anh em giờ vệ sinh lại luôn nha, con này nó hơi dơ. Lên đèn nhưng mà cái này nó không lên ngoài đó, nó đang ấy nè, cái này nó hơi bị hết pin rồi đó, nó bị hết pin rồi, mặt hồ hết pin rồi, ngoài cái này nó hơi hở hở nè anh em ơi, nó bị hở hở ngay đây, mớp ngay đây miếng đó, nó bị mớp nè anh em ơi, bị mớp. Rồi 1 lít anh em nha, sang vô. Rồi 1 lít. Không thấy đời nó bao nhiêu luôn. Nó bị hở hở cái này nè. Con này không nóng nha. Đấy. Bị hở hở ngay đây. Rồi con này mã 169. Rồi con này 400k anh em nha, nó bị móc móc tét tét như đây. Đấy, lên đèn này, nó đang là có đèn nè. Đó, có đèn, anh em về nghiên cứu thêm nha. 169 400. Không, con này thôi. Rồi, 170. Này lòng nồi nó không đẹp luôn em. 6. Bị chấm như này. Lòng nồi nó bị chấm này nè em. Rồi ok luôn. Nó không có gì hết, nắp này nó trắng trơn à. Đấy, nắp này nó trắng trơn luôn nha. Rồi. Con này Zuzi. Mấy con này bấm lên là có nhạc hết nè em. Nhìn nó vui vui. Con này không được đẹp. 2017. Đời cao nha, con này đời cao. 2017. Nồi 1 lít. Không mớp. Đấy, nhưng mà lòng nồi nó hơi xấu một tí. Đời 2017. Nóng anh em nha, nóng. Rồi. Con này nóng anh em. Rồi 170. Rồi 750 anh em nha, con này nóng. Đấy. 750 luôn, đi luôn anh. Được rồi con nữa. Con xin xin. Tiếp tục con này là con Zuzi trắng bóc luôn. Đây. Nồi nó hơi có bị chấm nha. Mấy nồi này nồi 1 lít thôi anh em. Nồi 1 lít. Đây, áp suất đây. Hơi dơ nè.
nghe nó bị tét tét gì vậy bà? Thấy nó bị tét tét gì nghe đàn miếng nha. Đó, nó bị tét tét gì nghe đàn miếng nè. Rồi, ron thì ok nha. Có cái lòng nồi thì nó chấm là nó bị xấu nè. Đấy, bị xấu. Con này đời 2020 anh em nha. Đó, con này đời 2020. Đây. Đợi số đây nè. 20 nè. Đấy, 2020. Madin da băng anh em nha. Đấy. Zuzi, con này là con Zuzi. Con thấy nó nóng. Có đèn anh em. Nó khó luôn à. Nè, bấm cái này cái là đó, nó khó lại luôn nè. 55 phút. Nè, rồi em đợi chút xíu thử nó có nóng, nó nóng cái xoong ở trong lên nè. Khói luôn anh em. Nó cho nó không có nóng anh em nha. Cái này thì nó không có, đợi chút xíu thử nó có nóng thôi, em cũng không biết luôn. Đấy, nhưng mà nó là 55 phút anh em. 55 phút. Rồi con này Zuzi đời 2020 anh em nha. Đó. Đời 2020. Rồi con này 950 anh em nha. Đó. 171. Rồi đi. Rồi con này 172 là con gì anh em nha, không phải là con nồi cơm điện đâu. Đây nè. Nó không phải nó con nồi cơm đâu. Nó có cái nước gì đây nè. Cắm vô cái nó lên điện mà bấm không được đây. Này đời 2020, điện 100V 800W. CNN hàng Trung Quốc hay sao á? Đấy. 0.54 lít. Rút điện ra giống này em. Rút điện đây. Từ từ đó. Đó, mất điện rồi anh em nha. Cái này nó mất điện rồi nè. Giờ gắp vô. Đây. Cái xoong của nó đây nè. Hình như không phải nồi cơm đâu. Này nó có cái gì ngay đây nữa nè, không phải nồi cơm đâu. Đấy. Đây. Nó không phải nồi cơm đâu nè. Nồi gì á, đây nè, ở trong đây thì nó hơi sét ở đây nha. Đấy, nó bị sét trong ở trong này. Ron thì còn xanh lè luôn mà bị sét ở trong này. Đây, hơi xấu trong anh em nha. Con này nó hơi xấu trong hơn. Xi men. Bấm nó không lên điện luôn nè. Bấm nó không lên điện luôn. Đây. Còn cái ron này thì được. Ron này thì ok. Nhưng bấm nó không lên điện. Gắn vô thì nó lên điện nha. Nó lên vậy thôi. Nó không lên điện đâu. Đấy. Bấm nó không có tín hiệu nha. Con này bấm không có tín hiệu. Còn cái hộp nước ở trong này nữa nè. Nó y như là đổ nước vô nồi hấp anh em ơi. Rồi, con này.
rồi 330 anh em nha, con này gắn không lên điện. Rồi đi em, rồi đưa con Nati kia nữa. Rồi 1,3 này, con Nati này, son vẫn còn ok anh em nha, đấy, nó bị chấm chấm qua vài ba phát, đấy, bị chấm chấm vài ba phát nè, này son inox luôn, chấm chấm vài ba phát rồi. Rồi, ở trong đây, đấy. Dơ anh em nha, đây nè, dơ nè, ra màu vàng, còn một khúc vàng khúc xanh, còn đây, đấy. Anh em giờ vệ sinh lại khúc phần trên này luôn nha, đấy. Rồi. Okay. Con này là con Nati, hình thức còn đẹp nha, con này hình thức nó còn ok nè. Không thấy đời nó nằm đâu luôn. SRA10 lên đèn ở đó anh em, 48 phút. Này đời 2006 anh em nha, con này đời 2006, 1100W, đời máy của Nati. Nóng anh em nha, nóng, mời nóng. Rồi ok, con này 550 anh em ơi, mã 173, 550k luôn, đấy, 173, 550 luôn. Con Hitachi kia lên nè. Đó, con Hitachi đây, 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 đây. Con này. Rồi, tiếp tục con này là con Hitachi nè. Đấy, son. Con này lòng son nó cũng hơi xấu nha. Đấy, lòng son nó cũng hơi xấu nè. Anh em thấy không? Đấy. Son hơi xấu, đây chỉ bên trong. Đây, ron này nó cũng hơi đổi màu rồi, nó cũng không còn màu xanh nữa. Đấy, ron hơi đổi màu rồi anh em nha. Đấy. Không còn màu xanh nữa. Rồi, con này là con Hitachi, bên ngoài không bị mớp cắn gì đâu. Đấy. Này, hơi cắn cắn tí xíu đây, không mớp. Này 1 lít nữa nè. Hitachi đời 2014. Đấy, đời 2014 nha. Lên đèn anh em. Đó. 63 phút. Đấy, con này nấu đúng tiếng luôn nè. Đấy. Chỗ này là nứt ron thôi. Chỗ này là nó bị cái nối ron anh em, cái nối ron. Nóng anh em nha, con này nóng nha. Đấy. Nóng. Rồi, em này 2014 550 anh em nha, con này 550k. Rồi mã. Rồi 550 luôn. 550k. Đấy, 550 174 550 nha. Đây. Rồi, con Bana. Con này là con Bana đời 2010 anh em nha, 1200W. Hình thức thì đây. Giờ vệ sinh lại cái dàn bên ngoài tí xíu nè, đây nè, hơi bị xét xét như đây. Đấy. Gắn điện nha. Đây, cái lòng lòng nó xước này nha, con này lòng nó bị xước nè. Đấy, con này lòng nó xước. Đây. Ok luôn. Đây. Quên cái này nó bị xấu ngay đây nè, cái lòng nó bị xước luôn. Này ron nó xấu nè nha, này ron xấu. Nó ron xấu. Bana Sonic. Rồi 43 phút, con này nấu hơi nhanh nè nè. Con này nấu hơi nhanh nha. 43 phút. Rồi 43 phút. Con này nó bị chạy chạy ngay đây nè. Đấy.
chưa thấy nóng nè. Đấy, lên đèn anh em nha, lên đèn còn sống nhưng mà không thấy nó nóng, không biết chỉnh luôn nè. Máy này anh em về nghiên cứu ha. Đấy. Đấy, 43 phút nè. Rồi con này 175 420 anh em nha, 175 mã 175 420k. Đấy, rồi con lên đèn, bao sóng bao ship ha. Đây luôn em. Rồi đưa con này sát. Rồi tiếp tục 176, một con này thì nó hình thức nó còn sáng sáng anh em. Hình thức còn sáng sáng. Cái lò xo này nó hơi bị bung anh em ơi. Đấy. Nhét vô lại đây, con này nó hơi bị bung tí xíu. Son này nó nhẹ anh em nha, con này son nó nhẹ. Lòng nồi xấu luôn đấy, son nhẹ, lòng nồi bị xấu đây nè, rau ở trong nó là cái miếng gì, miếng đỡ gì đây nè, mà đó, miếng đỡ gì đây nè, hàng sát miếng đỡ gì. Rồi lấy ra, tôi lấy ra không được luôn đó, lên đèn rồi nè mọi. Lên đèn thôi, không thấy cái gì luôn. Lên đèn, không thấy gì hết. Này đời 2014 nè nè. Hàng sát đời 2014. Nó có 640W nha, điện 100V. Hàng Made in China nè, sản xuất tại Trung Quốc. Điện 100V nè. Rồi, con này để cho anh em mã 176 270 nè nha. 176 270k luôn. Đó, lên đèn hình thức còn ok anh em nha. 270 anh em về nghiên cứu cho mẹ ha. Con này con Suzuki nó bị nứt mặt kính lên tí xíu nè, nó bị nứt mặt kính nha. 1 2 3 đường lên đèn nè, hơi xấu cái này nè. Nói chung là giờ vệ sinh lại anh em ơi, em thì em không có vệ sinh cho anh em đâu nha. Đây lòng nồi của anh đây, em quay sát cho luôn anh em nhìn kỹ luôn. Đấy, inox thôi, nóc quay đây thì không sao, ở trong nó không có gì đâu anh em ơi, trắng tinh nè. Rồi con này áp suất nè. Đấy, Suzuki ron vẫn còn ok. Đấy, nó bị tét miếng ở đây nè, đây nè, nó bị tét miếng ở đây nha, con này bị tét miếng ở đó. Rồi này Made in Japan nè, 1.0 lít đời 2007 nè, con này đời 2007 nha, con này đời 2007. Rồi coi thử chút xíu nó có nóng không nè. Giờ mấy khúc này nè em ơi. Rồi tắt luôn. Rồi con này nó không nóng luôn em nha. Hả? Con này nó bị ngay cái chỗ rô nó bị tét tí xíu nha. Rồi mã 177. Rồi con này 430 anh em nha. Đấy. 177 430. Em này được có cái lòng thì nó bị chấm cái đèn miếng nè. Cái đèn miếng nè. Rồi 4 phát. Đấy. Nên nhìn vô. 4 phát nè. 1 2 3 4. Ở ngoài đây thì chắc sơn. Cũng tương đối anh em, không nặng, không nhẹ luôn. Đây. Ron của nó hơi vàng hơi dơ. Đấy. Hơi vàng hơi dơ nha, chạy chạy 66 luôn. Con này Bana Sonic này 2019 anh em nha, con này đời nó hơi cao. Bana Sonic 2019
1100W. Đang chạy anh em. Mà đồng hồ nó không nhảy nha. Này bấm, đang chạy đồng hồ không nhảy. Rồi son nóng luôn em. Này son nóng nha. Đó. Rồi, em này 500k anh em nha. Rồi 178 500 luôn. Đấy, 178 500k dành cho em nó luôn. Đó. Này Panasonic SR đấy, đây luôn em. Đưa mấy con kia em. Mấy con màu sáng 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 xám rồi ạ. À, đúng rồi, con đó. Con này con Toshiba nè anh em ơi, nhưng mà điều nó gãy cái tay mất tiêu rồi. Con này rất là đẹp luôn nhưng mà bị gãy cái tay. Để mớt cái đèn tí xíu nè em ơi. Đó. Đây. Con này đời 2009 nè nha, đây nè. Đời 2009 Toshiba. Này như con tắc tét này nè. Điều con cái là cái nòng lòng son là nó có nó đẹp, ở trong là đẹp hết lên em ơi. Nhưng mà điều con cái là nó bị mớp mớp cái đèn miếng. Với lại cái tay này nè, nó bị gãy nè. Bị gãy cái tay. Cái lòng son thì bao đẹp luôn. Rồi, ở trong nó cũng sạch sẽ luôn em nha, đẹp. Đây, nồi áp suất luôn. Ron thì nó xanh lè luôn, nói chung là con này nó còn mới. Đó. Đang chạy luôn nè. Trên nó sạch sẽ, bên này thì không sao hết. Đó, nó chỉ mớt ở bên này tí xíu nè, anh em lại hít hít ra nè, với lại gãy cái tay này tí xíu anh em à. Mặt kính nó thì nó chạy ngay đây. Đó. Biết nó chạy thì mình tốt. Đây chỉnh giờ. Nó đang nấu đó nè. Này nó khó luôn rồi. Khi nào anh em rút điện ra nó mới mở được. Nó khó luôn. Rồi, tắt nè. Rồi, anh em mở được. Không nóng son anh em nha. Đấy. Rồi, con này 900 anh em nha. Rồi mã. Anh em giờ thay lại cái tay anh em nha. Đấy. Toshiba. 179 được cái hình thức nó đẹp anh em nha. Lên lòng son màu đẹp đấy. Cái mặt nó vui lắm. Cái mặt nó rồi 179 900 luôn. Đi đi. Rồi đưa ba con kia, ba con kia, đỡ hai, ba con kia, đúng rồi. Con này lòng nó chấm chấm nè anh em ơi, đấy, cái lòng nó màu chấm nè. Ở ngoài thì nó đẹp rồi. Ở trong nó bị xước anh em, trong nó bị xước. Ron thì vẫn còn được. Cũng hơi vàng vàng ở đây nè. Duzi. Đời 2018 này nè, con này đời 2018. Đấy. 2018 1 lít. Mã 1 80. Rồi. Giờ quyền lô còn lại mấy con đẹp em để dành cứ từ từ. Đấy. Quay mấy con 66 này trước chứ. Còn tầm chục con máy, chục con này. Mới kinh luôn. Nhưng mà để dành từ từ nè. Chờ hàng mấy hàng này. Nóng son luôn em nha. Con này nóng nha. Rồi ok. Đi đi. 55 phút. Rồi mã 180. 750 luôn. Rồi 81. Con này son. Đây. Nó không bị chấm anh em nha. Nó không bị chấm nè. Dày lắm nè. Con này dày lắm. Son dày. Viền inox con này Toshiba. Con này là con Toshiba.
Cái này nắp này nặng lắm em ạ, ron có màu màu xanh luôn nè. Nắp này nặng. Rồi, chạy nè, đó. Lên điện 50 phút. Con này 50 phút nha. Đấy. Nắp em thấy nó hở hở nè. Toshiba. Đây này con cắn này đèn miếng nữa nha. Này đời 2011. Từ từ cái con này nó hở hở ngoài sau sau đuôi như thế này anh em ơi. Đấy. Hở hở ngoài sau đuôi. Bị hở hở ngoài khúc đuôi nữa anh em nha. Nóng anh em ơi, con này nóng luôn. Đấy. Rồi, em này 650 anh em ơi. 181. 650k dành cho em nó luôn, 181 650 luôn. Rồi, 182. Hitachi. Con này nó bị cái nắp ngay này nè mà, bởi cái nắp này nè. Đó. Bởi cái nắp rồi. Đây, dấu chấm đây nè. Đấy. Bởi nắp anh em. Đây. Dấu chấm đây. Nắp này bị bởi nè. Đấy. Cái nắp. Hitachi. Ron thì gần chuyển đổi sang màu vàng. Đó. Nó gần chuyển đổi sang màu vàng rồi. Chạy nè, vẫn còn chạy. Máy chạy nè. Nó chạy nhưng mà đây, nó rung rung rồi, không thấy nó nóng anh em nha. Đấy. Rồi con này tép tép này nè. Đó. Rồi con này tép tép. Bởi bởi. 182. Rồi 280 anh em ơi, nó tép tép bởi bởi rồi bao ship luôn. Đấy. Rồi hết rồi anh em ơi. Chiều sáng ngày hôm nay em làm ít thôi. Đấy. Nhiều đây thôi anh em ơi. Đó rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Đấy. Rồi em đi đóng hàng cho anh em ơi. Qua đóng hơi nhiều nữa. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video vào chiều ngày hôm nay nha. Đấy.